Ok, chào mọi người quay lại clip mới của mình. Thì hôm nay mình với cháu mình đi săn đêm. Đây, đi săn đêm ở trong cái đồi rừng này. Thì mấy giờ bắn được một con cúc quay luôn. Nãy bắn thì không có quay được. Thì mọi người theo dõi mình nha. Thì mình vừa phát hiện được một cái ổ mận này. Đây, cho mọi người xem. Đây, cậy mặt luôn. Kêu bằng ông mặt nha mọi người, nhưng mà thật chắc nó là cái con ổ ong ruồi á. Ruồi nó làm giá thấp thôi, ông mặt nằm cao lắm. Đây, mình sẽ kiếm cái gì đó mình thui chiếc khối cho nó bay lên mình bắt. Bắt sống nhưng được, nhưng mà nó cũng cắn nha. Nó không bay. Được, quay chưa? Rồi, nó không bay luôn nè. Tại vì ban đêm không có đường nó bay á. Mình thui nó, mình dễ bắt hơn. Cho nó cây gì nó bay mình bẻ bẻ luôn cái này bẻ luôn cục mặt nó này ra dưới thôi. Ôi chết mẹ cục mặt rồi. Ôi chết cái thằng dưới rồi mọi người ơi. Lấy được cục mặt ở trên này nè. Đấy, quá trời mặt luôn. Thì lấy cái bọc đựng thôi chứ đâu có đem gì đựng đâu. Cái bọc đựng. Thế này lấy cái tạng kia luôn, tạng cái con mặt nữa. Đây, lấy luôn cục này nữa. Ai mà bắt được con này thì bắt nguyên ổ người ta ngâm rượu á. Mình không ngâm rượu mình ăn nên mình bắt mình lấy cái cục này thôi. Ôi cục mặt chà bá luôn. Ui nó đã. Viên này nó không bay mọi người ơi, giữ ổ nó không bay. Gặp ông vừa vẻ không? Hay ông mặt thật là vượt cho mà chạy á. Ui. Mùa này mùa cà phê nó ra bông nè, nó mặt quá trời nè. Nhìn con đó nè, đó. Ok, mình bỏ cho cái bọc này. Ủa, bọc này nó dính mấy kim mà. Cái con trô la. Ok, thành phẩm là được một con cúc với được một con mặt rồi đó. Mọi người đi săn bằng ná nha mọi người. Đây, cái ná mới vừa mua luôn. Cái ná này, cái ná giống như cái ná phế liệu chứ 180 lần mọi người, tại cái tiệm tục trong mấy cái tiệm ấy nó bán rất là mắc, trên shop có mấy chục ngàn à. Okay, thì sang bằng đá nha. Rồi bây giờ mọi người sẽ theo dõi mình nha.